Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Clear Today. Và Hương Giang xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối ngày thứ 6, ngày mùng 2 tháng 11 và ngày cuối tuần. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi thì bầu cử sẽ giữa kỳ sẽ diễn ra. Và thưa quý vị, bây giờ cả hai bên đang tung ra những cái chiêu đòn và đang tung những cái nỗ lực cuối cùng. Trong khi đó, vào chiều ngày hôm nay thì tại tiểu bang Florida đã có một vụ nổ súng xảy ra, làm một người bị thiệt mạng, 4 người khác bị hiện nay tình trạng sức khỏe đang nguy kịch và nghi can đã quay súng sang tự sát. Vụ việc mới xảy ra cho nên nhà chức trách trong cái buổi họp báo vào tối ngày hôm nay vẫn chưa có đưa ra những cái thông tin cụ thể, danh tính nghi can, lý do, động cơ. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là ảm đạm bởi vì có hai lý do chính. Thứ nhất là Mỹ áp đặt các biện pháp chế tài đối với Iran, tức là những cái biện pháp chế tài mà đã được gỡ bỏ khi mà Iran ký cái thỏa thuận hiệp ước thương mại, hiệp ước hạt nhân. Bây giờ sau khi Mỹ rút ra khỏi cái hiệp ước hạt nhân này và Mỹ bắt đầu quay trở lại áp đặt các biện pháp chế tài lên Iran, và bản tin này khiến cho các nhà đầu tư hoang mang. Và đây là một cái lý do chính mà khiến thị trường chứng khoán ảm đạm vào ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tin tức từ Apple, cái doanh thu vừa qua thì cho thấy là cái revenue, doanh thu của công ty thì đang rất là tốt. Nhưng mà Apple thông báo là từ nay về sau họ sẽ không có báo cáo tường trình cái con số, tức là cái số lượng sản phẩm được bán ra nữa. Như vậy thì nhà đầu tư, tức là người ta gọi là flat, không có biết gì, chỉ biết là cái số doanh thu cao hay thấp, nhưng mà số lượng các sản phẩm bán ra như thế nào. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy là cái sản phẩm của Apple càng ngày càng đắt tiền. Chúng ta có iPhone 10 1.000 Mỹ Kim có thể thu lại, với cái giá đó thì có thể thu lại nhiều số tiền, nhưng mà cái con số bán ra có thể thấp hơn. Và chính vì vậy nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Thưa quý vị, và giờ này đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bầu cử. Tổng thống Donald Trump đang có những cái cuộc vận động tranh cử nước rút cho các ứng cử viên Cộng hòa. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Barack Obama cũng bắt đầu tái xuất trong các cuộc vận động tranh cử. Sáng ngày hôm nay thì ông đã xuống Miami, Florida. Và tại đây, ông đã có bài diễn văn vận động tranh cử cho hai ứng cử viên dân chủ. Một ứng cử viên dân chủ hiện nay đang thu hút sự chú ý rất là nhiều, đó là Andrew Gillum, một người da màu, vị thị trưởng của thủ phủ tiểu bang Florida, Tallahassee. Và ứng cử viên này còn rất là trẻ và ông đã tạo ra một cái năng lượng mới cho các cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ tuổi. Mặc dù mới đây thì cái uy tín của ông bị giảm sút chút ít khi mà người ta lôi ra được là ứng cử viên này đã có lần dùng tiền của những nhà vận động trong một cái chuyến đi du lịch, vé phi cơ, vé máy bay, thưa quý vị. Nhưng mà ứng cử viên này đang tạo một cái làn sóng mới ở Florida. Và ngoài ra thì ông Obama cũng vận động tranh cử cho ứng cử viên ông Newsom, là người đang đối đầu với ông Scott Rick, là thống đốc hiện nay của tiểu bang Florida. Thưa quý vị, trong cái bài diễn văn vận động tranh cử vào sáng ngày hôm nay tại Miami thì Tổng thống Obama đã chỉ trích không tiếc lời chỉ trích dành cho Tổng thống Donald Trump. Từ chuyện bảo hiểm y tế, từ chuyện di trú cho đến cả cái chuyện Puerto Rico. Và ông Obama bảo rằng ông Donald Trump liên tục nói láo, dựng chuyện. Và thưa quý vị, ông bảo vấn đề di trú hiện nay, Tổng thống Donald Trump không phải là người đưa ra quyết định ai sẽ trở thành công dân Mỹ, mà đó chính là do hiến pháp của Hoa Kỳ, do luật pháp của Hoa Kỳ và do cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và chiều tối ngày hôm nay thì ông Obama sẽ có buổi vận động tranh cử cho ứng cử viên bà Stacey Abrams. Thưa quý vị, bà Stacey Abrams là ứng cử viên cũng da màu. Và ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là chính bà Oprah Winfrey đã đến
Georgia gõ cửa từng nhà cử tri một để vận động cho ứng cử viên này. Và thưa quý vị, năm nay bầu cử giữa kỳ, chúng ta thấy rõ ràng với những gì đang xảy ra thì thấy rõ là những cái vị trí ở trong Quốc hội nó có cái tầm quan trọng như thế nào. Cái điểm khác biệt năm nay đó là cái lượng cử tri đi bỏ phiếu nó tăng cao một cách đột biến. Với những gì đang xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ đã thúc giục cử tri đi bỏ phiếu, và đặc biệt có hai lực lượng, đó là cử tri trẻ tuổi và nữ cử tri. Thưa quý vị, bên cạnh đó, năm nay chúng ta thấy có nhiều ứng cử viên là nữ và chúng ta thấy có nhiều ứng cử viên da màu. Đây là những cái điểm nổi bật trong mùa bầu cử năm nay. Bên cạnh đó, ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đi vận động tranh cử tại tiểu bang West Virginia và Indiana. Tại hai tiểu bang này vào năm 2016 thì ông đã chiến thắng với một cái tỷ số rất là khác biệt. Và thưa quý vị, cũng Tổng thống Donald Trump cũng vẫn vận động tranh cử với một thông điệp rõ ràng, đó là chính sách di trú cứng rắn. Vào ngày hôm qua, Hương Giang Loan tin tới quý vị là Tổng thống Donald Trump cho biết là ông có thể điều quân ra biên giới với con số lên đến 15.000 quân. Và cái điều này đã gây hoang mang, gây choáng váng cho các viên chức của ngũ giác đài. Thưa quý vị, 15.000 quân. Nó tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn số quân ở Afghanistan. Và vào ngày hôm nay, truyền thông cho biết là có các nguồn tin từ ngũ giác đài cho biết là hầu hết những cái vị lãnh đạo các cấp ở ngũ giác đài đều biết rằng cái việc triển khai quân lớn như vậy chẳng qua là vì mục đích chính trị và nó sẽ làm tiêu tốn tiền thuế của người dân. Thưa quý vị, cái đoàn di dân mà ban đầu người ta cho rằng cái con số có thể lên đến 7.000 người, nhưng mà hiện nay thì con số này theo hãng AP là khoảng 4.000 người. Đoàn người di dân này hiện nay vẫn cách biên giới Hoa Kỳ 575 dặm. Và với cái tốc độ di chuyển trung bình 28 dặm một ngày thì còn bao lâu nữa họ mới tới được biên giới Mỹ? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo tờ Newsweek, họ có được trong tay cái tài liệu của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Các tài liệu này cho thấy là các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không có dự đoán là sẽ có những cái phần tử bạo lực hay là phần tử khủng bố, không có nhiều trà trộn trong cái đoàn người này. Và có một điểm đáng chú ý là đoàn người này bây giờ nếu như mình cứ tạm gọi là 7.000 người đi, cứ cho là 7.000 người, nhưng mà 7.000 người đó không có phải là 7.000 người ngay từ đầu, hoặc là 7.000 người trong quá trình đi thì có thêm người tham gia. Tất cả 7.000 người này sẽ tới được đích. Thưa quý vị, không phải như vậy. Theo tính toán của chính phủ ông Donald Trump thì chỉ có khoảng 20% người trong cái đoàn di dân này mới tới được biên giới mà thôi. Nếu tính 20% của 7.000 người thì cái con số nó sẽ là khoảng 1.500 người. Và nếu như tính trung bình ra 15.000 quân với 1.500 người, tức là tính trung bình 3.5, tức là 3 người rưỡi, 3,5 binh sĩ là đối đầu với một người di dân. Cái con số nó rất là vô lý, phải không quý vị? Nếu như mà chúng ta tính toán theo cách đó. Thứ hai nữa, ngày hôm qua Hương Giang Loan tới quý vị, Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, trong lúc mà thông báo cái việc vào tuần sau chính phủ, ông sẽ ký một cái sắc lệnh, và sắc lệnh này sẽ không cho người di dân bất hợp pháp vào Mỹ xin tị nạn. Trong khi đó, luật của Mỹ là người vào Mỹ hợp pháp hay bất hợp pháp, ai cũng có quyền được xin tị nạn, còn cứu xét hay không thì đó là cái quyền của chính phủ Mỹ. Và ông Trump bảo rằng những người di dân, cái sắc lệnh của ông thì là những người di dân lậu thì không có được xin tị nạn. Và như vậy, nếu quả thật có cái sắc lệnh này thì nó sẽ có một cái cuộc chiến về pháp lý. Trước đó thì ông Trump cũng bảo ông sẽ dùng cái sắc lệnh, tức là ông cũng sẽ ký cái sắc lệnh để chấm dứt cái việc là trẻ em được sinh ra trên nước Mỹ, bất cứ là cái status của bố mẹ như thế nào đi chăng nữa thì người đó, trẻ em đó cũng tự động có quyền công dân. Thì ông cũng bảo rằng ông sẽ ký sắc lệnh để chấm dứt cái chuyện này. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó được quy định ở trong tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Hoa Kỳ, và như vậy cái vấn đề này
Nếu mà quả thật có như vậy thì nó cũng có một cái cuộc chiến pháp lý khác. Vào ngày hôm qua, trong lúc thông báo về cái việc sẽ ký sắc lệnh, thì ông Donald Trump đã bảo rằng nếu như đoàn người di dân đó cũng ném đá như họ ném đá vào binh sĩ Mexico, như họ ném đá vào cảnh sát Mexico, như họ đã làm bị thương cảnh sát và binh sĩ Mexico, thì binh sĩ của chúng ta sẽ phải chống lại. Và ông bảo rằng ông sẽ xem xét, và chúng ta, ông sẽ bảo là sẽ xem xét viên sỏi đó là một vũ khí, xem nó như là một khẩu súng trường. Thưa quý vị, rõ ràng Tổng thống không dùng đến từ gì bắn cả, nhưng mà ông hàm ý là nếu như mà di dân nào mà bắn, ông di dân nào dùng đá sỏi ném vào binh sĩ của Hoa Kỳ thì binh sĩ Hoa Kỳ có quyền đáp trả bằng súng. Ai cũng hiểu hàm ý của Tổng thống là như vậy. Vào sáng ngày hôm nay thì khi mà gặp các ký giả trước tòa, bên ngoài tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Donald Trump bảo rằng ông không có nói là binh sĩ Mỹ phải bắn lại. Ông bảo rằng những người nào ném đá sỏi vào binh sĩ Mỹ thì họ sẽ bị bắt và sẽ bị giam giữ trong một thời gian dài. Ông bảo rằng tôi đâu có dùng từ bắn tôi không có dùng từ bắn. Thưa quý vị, chỉ sau một ngày thì cái ý kiến của Tổng thống Donald Trump đã được thay đổi. Và thưa quý vị, cũng vào buổi sáng ngày hôm nay bên ngoài tòa Bạch Ốc, khi mà được Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục chỉ trích truyền thông, bảo truyền thông đã tạo ra những cái vụ bạo lực, chính truyền thông chứ không có ai khác. Và theo cái thăm dò mới đây của hãng ABC News và Washington Post được thực hiện trong ngày từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 cho thấy là 47% của người tham gia khảo sát, khoảng hơn 1.000 người cử tri tham gia cái cuộc khảo sát này, thì 47% bảo rằng cái cách mà truyền thông đưa tin đó, nó đã khiến cho bạo lực xảy ra. Bên cạnh đó thì 49% lại cho rằng chính ông Donald Trump khiến cho bạo lực xảy ra. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì một ký giả, bà Karen Traver từ ABC News đã hỏi là ông nghĩ sao khi mà gần nửa dân số Mỹ bảo rằng ông đang cổ võ bạo lực mang động cơ chính trị vì do cái cách của ông nói. Thưa quý vị có biết là phản ứng của Tổng thống Donald Trump như thế nào không? Ông chỉ tay vào ký giả Trevor, ông bảo không không không, cô có biết gì không? Cô mới là cổ vũ, cổ võ cho bạo lực bằng cái câu hỏi của cô. Và ký giả Trevor ngạc nhiên bảo, tôi à? Ông chỉ thẳng vào mặt ký giả Trevor, ông bảo chính cô. Và cũng rất là nhiều truyền thông khác đã đưa tin không có đúng sự thật. Ông bảo truyền thông cổ võ bạo lực bởi vì đã không có đưa tin đúng sự thật, bởi vì đưa tin giả, đưa không có chính xác và đưa không có công bằng. Như vậy thưa quý vị, 2-3 ngày vừa qua thì chúng ta thấy là cái cuộc đấu khẩu giữa ông Donald Trump, tấn công truyền thông của ông Donald Trump hơi có mức độ giảm, nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại bùng lên lại. Và thưa quý vị, tòa Bạch Ốc bây giờ họ đang có sẵn, họ đã thảo ra được cái kịch bản nếu như mà Cộng Hòa thua thì họ sẽ như thế nào. Các cuộc thăm dò cho thấy là Dân Chủ có khả năng sẽ chiếm lại cái thế đa số tại Hạ Viện. Và cái kịch bản mà tòa Bạch Ốc hiện nay họ đang thảo ra là nếu như mà Cộng Hòa thua ở Hạ Viện thì họ sẽ biến cái thua này thành thắng, theo cái nghĩa là họ, thưa quý vị, sẽ tung hê, sẽ cho rằng chính nhờ ông Trump thì Thượng Viện Cộng Hòa mới giữ lại, ông Trump là động cơ. Và họ chỉ, cái kịch bản nó chỉ ra rằng từ ngày lễ lao động cho đến nay thì ông Donald Trump đã thực hiện đến 19 cuộc vận động tranh cử cho các ứng cử viên của Cộng Hòa. Điều này chỉ ra là
Chỉ tại những cái tiểu bang của các ứng cử viên này thì chỉ có không có ai mà có sự thu hút và có ảnh hưởng lớn hơn ông Donald Trump được. Và bà Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, trên cái chương trình phỏng vấn của Fox and Friends thì bà đã bảo rằng một trong những lý do mà khiến có thể Cộng hòa thua bởi vì hiện nay có đến 43 vị dân biểu Cộng hòa hồi hưu. Cái số nó nhiều như vậy. Và thưa quý vị, bà cũng chỉ ra rằng vào cái kỳ bầu cử giữa kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama thì ông cũng mất đến hơn 40 ghế. Và hay là cái giữa kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Bill Clinton, ông thậm chí mất đến 54 ghế, thưa quý vị. Còn Obama thì mất 63 ghế. Và thưa quý vị, cái kịch bản của họ là như vậy. Và cái điều này nó rất là cổ điển đối với ông Donald Trump, bởi vì chúng ta thấy nếu như mà Tổng thống Donald Trump chiến thắng thì ông sẽ brag cái chiến thắng đó, ông sẽ nói hoài, nói mãi và sẽ tô đậm cái chiến thắng của mình. Nếu như thất bại thì ông sẽ giữ khoảng cách, đổ lỗi cho người khác hoặc là chuyển cái sự chú ý sang một cái vấn đề khác. Cái điều này nó rất là cổ điển với ông Donald Trump. Nhưng tại sao Cộng hòa lại cố giữ Thượng viện? Thưa quý vị, bởi vì Thượng viện chính là viện mà nơi sẽ phê chuẩn vị trí thẩm phán tối cao pháp viện hay là các vị trí thẩm phán liên bang, là nơi sẽ chuẩn thuận các ứng cử viên và cũng là nơi mà sẽ thực hiện những cái chương trình nghị sự của Tổng thống. Và thưa quý vị, cũng nhân nói về bầu cử, quý vị có biết tại tiểu bang Missouri có một ứng cử viên vào Hạ viện của tiểu bang? Ông Wes, 63 tuổi, người đàn ông này thu hút nhiều sự chú ý sau cái bầu cử sơ bộ của Cộng hòa. Thưa quý vị, nhưng mà mới đây, hai người con của ông, một người con gái và một người con trai, đều ra kêu gọi cử tri là đừng có bỏ phiếu cho bố của họ, bởi vì bố của họ là một người hết sức là kỳ thị. Nói về kỳ thị, quý vị biết vào ngày hôm nay tờ Vanity Fair họ đã đăng cái bài phỏng vấn với luật sư tư của Tổng thống Donald Trump. Cựu luật sư tư thì đúng hơn, đó là ông Michael Cohen, người từng tuyên bố là sẽ sẵn sàng đứng ra đỡ đạn cho Tổng thống. Trong cái bài phỏng vấn này, ông Michael Cohen bảo rằng ông Donald Trump thực sự là một người rất là kỳ thị. Những cái gì mà quý vị nghe bên ngoài đó nó chưa có thấm vào đâu so với những gì mà ông tuyên bố ở bên trong. Chẳng hạn là vào năm 2016, sau một cái cuộc vận động tranh cử thì ông Michael Cohen bảo rằng ở trên màn hình cho thấy là cái cuộc vận động này nó trông giống như là vanilla TV, có nghĩa là toàn trắng không. Ông Donald Trump đã đáp lại là tụi Mỹ đen nó ngu lắm, nó làm sao mà bỏ phiếu cho tôi được. Hay là khi mà ông Nelson Mandela qua đời thì ông Trump đã bảo là hãy nêu danh một cái quốc gia nào mà có người da màu làm lãnh đạo mà không phải là một quốc gia tồi tệ. Chứ tồi tệ thì nó hơi nhẹ so với chữ tiếng Mỹ mà ông Donald Trump dùng. Đúng không? Thậm chí nêu danh một cái thành phố thôi. Hay là trên đường hai người đi đến một cái tiểu bang và khi mà đi ngang qua một cái khu trông rất là tồi tàn, thì ông Trump bảo chỉ có bọn đen mới sống như vậy. Đó là ba cái ví dụ mà ông Michael đưa ra cho thấy rằng ông Trump là người kỳ thị những gì mà nghe bên ngoài chưa có phải, nó chưa có thấm vào đâu, thực sự là con người của ông ta. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng ngày hôm nay liên quan đến một bản tin của cộng đồng người gốc Việt thì đúng hơn. Vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng 10 thì tại thành phố Anaheim, người ta một người lượm ve chai đã phát giác thi thể ra một cái thi thể của một phụ nữ. Thi thể này được bỏ trong một cái túi du lịch và túi du lịch đó ném vào một thùng rác ở phía sau một cái căn chung cư nằm trên dãy 2000 của đường Balboa Street, thành phố Anaheim, gần góc đường South Euclid.
Thưa quý vị, và người ve chai này vào lúc 2 giờ 15 phút sáng đã gọi điện cho cảnh sát. Và vào hôm thứ Tư, vào chiều tối ngày thứ Tư, thì cảnh sát đã bắt giữ được nghi can này khi y đang tìm cách trốn khỏi Mỹ. Y chuẩn bị lên phi cơ bay quá cảnh sang Đức trước khi tới Jordan. Và người đàn ông này mang theo rất là nhiều hành lý, nhiều đồ dùng cá nhân, cho thấy đây là một cuộc chạy trốn có thể là vĩnh viễn. Và nhà chức trách cho biết nếu như mà họ chỉ tới trễ 2-3 tiếng đồng hồ thôi thì đã hụt tay bắt giữ tên này rồi. Thưa quý vị, tên này có tên là Amr Ahsan. Anh ta là bạn trai của cô Tiani Sophie Lee, 38 tuổi, người đàn ông này 28 tuổi. Cô Lý có 3 người con. Người con gái, cô con gái 10 tuổi và hai cậu con trai 8 và 4 tuổi. Và giữa hai người này có một cái mối quan hệ tình cảm. Không biết vì lý do gì mà vụ sát nhân đã xảy ra. Và thân nhân của nạn nhân cho biết là cô Lý cùng với ba con của mình sống chung với bố mẹ ở thành phố Santa Ana, quận Cam, miền Nam California. Nhưng mà cô là một phụ nữ rất là kín tiếng về đời sống riêng của mình, cho nên trong nhà, trong gia đình cũng không có biết gì nhiều về tên Ahsan. Và ba đứa trẻ, cô Lý là một nhân viên siêu âm, làm việc ở ca đêm. Nhưng chính vì vậy mà ban ngày cô có thời gian đưa đón con. Và lần cuối cùng bọn trẻ nhìn thấy mẹ là khi mẹ được mẹ chở đi học vào sáng ngày thứ Hai. Thưa quý vị, sau đó thì gia đình đã gọi điện báo cảnh sát bởi vì không có thể liên lạc được với cô Lý. Và khi mà họ nghe tin tức về một cái vụ sát nhân thi thể của một phụ nữ vào lúc đó thì nhà chức trách vẫn chưa có công bố danh tính nạn nhân. Thì họ khi mà nghe cái tin đó thì linh tính hay linh cảm như thế nào, họ đã liên lạc với cảnh sát mới phát giác ra là đúng, thi thể là của thân nhân mình. Và thưa quý vị, hiện nay thì nhà chức trách đang điều tra, cho nên họ vẫn chưa có tiết lộ là chính xác cụ thể thời gian, địa điểm mà cô Lý bị sát hại và lý do dẫn đến cái chết, bị tấn công bằng vũ khí hay là bị đánh, và động cơ của vụ sát nhân. Nhưng mà nhà chức trách cho biết tên Ahsan ở Jordan y có tiền án về hành hung, về bạo lực. Chính vì vậy mà nhà chức trách nghi rằng cái nghi can này trước đây đã từng bị bắt một lần ở California nhưng mà không có bị khởi tố hình sự. Và nhà chức trách cũng không có cho biết là y bị bắt lần đó vì lý do gì và vào năm nào. Nhưng mà nhà chức trách tin rằng chắc chắn là trước đây anh ta từng có bạo hành gia đình, từng có hành hung tình dục, nhưng mà có lẽ là các nạn nhân không có lên tiếng. Chính vì vậy mà hiện nay nhà chức trách đang kêu gọi bất cứ người phụ nữ nào đã từng hẹn hò với nghi can này hay bất cứ ai có biết về mối quan hệ giữa cô Lý với nghi can này thì hãy liên lạc với nhà chức trách. Thưa quý vị, đây là một bản tin đau lòng. Chúng ta chứng kiến cái vụ bạo hành gia đình ở trên nước Mỹ nó vẫn xảy ra. Quý vị đừng nghĩ là Mỹ không có bạo hành gia đình. Và bạo hành gia đình nó xảy ra không chỉ ở trong cộng đồng Á Châu, mà ngay trong người Mỹ trắng cũng có những cái vụ bạo hành gia đình. Nhưng mà cách hành xử có thể là do văn hóa của mỗi cộng đồng nó khác nhau. Thông thường người Á Châu hay cụ thể người gốc Việt chúng ta, nếu như bị bạo hành, chồng bạo hành vợ, vợ bạo hành chồng, người yêu bạo hành nhau, thì thông thường người ta không có lên tiếng. Bởi vì cho đó khi mà lên tiếng, xấu mặt ai, xấu mặt mình. Chúng ta hồi đầu tháng 1 năm 2018, nhà chức trách phát giác ra một thi thể đã trơ xương ở Sacramento. Và quý vị biết là ai không? Nạn nhân là cô Trang Trần Du, học sinh 23 tuổi. Cô Trang Trần kết hôn với tên ở Beta. Người này cũng có tiền án là về bạo lực. Và nhà chức trách nghi rằng anh ta đã giở trò vũ phu. Và mặc dù cho đến nay thì vẫn nhà chức trách chưa có cập nhật cái kết quả điều tra nghi can này. Hay tại sao, thưa quý vị, vào tháng 4 vừa qua thì một người chồng gốc Việt
cũng bạo hành gia đình đã sát hại vợ mình là cô Tiffany Fang 49 tuổi và ông chồng 48 tuổi phải vào tù. Mỗi lần mà nghe những cái tin như vậy thì rất là đau lòng, phải không quý vị? Cái câu trả lời, cái giải pháp Hương Giang dành cho quý vị. Và thú vị, đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị nào ở Mỹ thì quý vị nhớ là tối thứ bảy này, sáng chủ nhật là chúng ta sẽ đổi giờ. Và quý vị nhớ quay đồng hồ. Hương Giang biết là đối với những quý vị nào mà cao tuổi thì cái việc mà adapt với cái thời gian mới thì sẽ hơi tương đối là khó khăn. Chính vì vậy trong cái phiếu của tiểu bang California có một cái dự luật mà nhà chức trách đang muốn hỏi ý kiến của cử tri, đó là California có nên không có đổi giờ daylight saving hay không. Bởi vì theo cái kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì cái việc đổi giờ để tiết kiệm điện đó thì nó làm cho một số người đã không có theo kịp, cái đồng hồ sinh học của họ không có theo kịp, đặc biệt những người lớn tuổi, những người cao tuổi thì đã có những người bị suy tim vì phải thay đổi giờ. Và vì thay đổi giờ mà cái tỷ lệ mà tai nạn nó cũng tăng. Chính vì vậy mà California đang hỏi ý kiến của cử tri về vấn đề này. Và Hương Giang kính chúc quý vị một cuối tuần thư giãn, nhẹ nhàng, thoải mái bên người thân và bên gia đình. Nếu quý vị có thời gian hãy vào báo calitoday.com để theo dõi tin tức, bình luận. Và một lần nữa cảm ơn và xin chào, xin hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.